Lương y Hoàng Duy Tân và Kim Huê rất vui được gặp lại bà con và quý khán giả trong chương trình Dân Nam Dùng Thuốc Nam. Đối với những người mà người ta sẽ uống để làm tăng cái thành mạch máu để phòng ngừa cái chứng cao huyết áp á. Và chạy không cho xuất huyết. Xuất huyết thì, hoặc là vỡ mạch máu. Dạ, như vậy thì chúng ta cứ uống mỗi ngày thay cho nước trà nó cũng vẫn tốt. Dạ. Đúng không ạ? Dạ. Dạ. Còn trong trường hợp chúng ta chữa trị những cái chứng xuất huyết khác như là bị trĩ này kia thì chúng ta dùng cái thời gian bao lâu? Dùng trĩ thì thường thường là chúng ta phải sử dụng từ 15 cho tới 30 ngày. Dạ. Nhưng mà riêng cái trường hợp mà trĩ mà nó lòi ra ngoài đó. Dạ. Thì chúng ta phải kết hợp thêm một cái cách khác là chúng ta lấy như thế này. Lấy khoảng chừng 20 gram cái hoa hòe này. Dạ. Rồi sau đó chúng ta cho khoảng chừng 8 gram phèn chua. Dạ. Chúng ta nấu lên. Dạ. Nhưng mà nấu thì chúng ta nấu cái hoa hòe này trước. Dạ. Sau khi nấu cái hoa hòe nó sôi rồi, đổ cái nước nó ra. Dạ. Lúc bây giờ mới cho phèn chua vào. Dạ. Quậy nó đều lên, đợi nó còn hơi ấm ấm đó. Dạ. Thì chúng ta cho vào một cái chậu nhỏ nhỏ. Chúng ta ngồi nó vào đó. Ừ. Làm sao cho cái nước này nó thấm được vào cái búi trĩ mà lòi ra đó. Thì cái hoa hòe này nó có rutin nhưng nó sẽ làm săn cái mạch máu đó lại. À, các mạch máu đó lại. Rồi nó nhờ cái chất phèn chua này, nó có chất chua cho nên nó xeo cái da chỗ này lại. Rồi phèn chua nó cũng có tác dụng để nó sát trùng. Thế thì khi nó sát trùng như vậy rồi, nó cái tác dụng của cái rutin và cái tác dụng của phèn chua, thì đông y thì nói phèn chua thu liễm lại, nó co lại. Thì nó co lại. Khi nó co như vậy và nó đã được sát trùng rồi thì nó rút vào phía bên trong. Yeah. Và khi nó rút vào như vậy rồi thì nó không bị làm độc. Còn nếu chúng ta không rửa đó, mà không rửa bằng phèn chua mà chúng ta chỉ rửa thường thôi đó, thì nó co lại. Nhưng mà vô tình giả sử như cái chỗ này nó bị nhiễm trùng, thì khi nó vào trong này nó sẽ bị gây nhiễm trùng ở cái phần trực tràng bên trong, ở phần hậu môn bên trong, khi đó là còn khổ sở hơn nữa. Yeah. Thì tốt nhất là chúng ta thêm ít phèn chua nữa, vừa tăng được cái tác dụng sát trùng, vừa tăng được cái tác dụng để lấy cái chất chua đó để làm co cái mạch, co cái búi trĩ đó lại. Và khi nó co như vậy rồi đó, và bên trong chúng ta uống như vậy, nó sẽ rút lên. Yeah. Trong khi, ngoài kết hợp. Yeah, khi nó rút lên như vậy rồi á, thì nếu mà quý vị chỉ giữ gìn, đừng ăn gì bón quá, đừng để bị rặn mạnh quá, thì cái chuyện mà nó lòi ra nữa là cái chuyện đã sẽ khó có thể xảy ra. Thưa bà con và quý khán giả, như vậy là cái hoa hòe này nó có cái công dụng chủ trị, nó là cầm máu trong những cái trường hợp chúng ta bị trĩ hay là bị rong kinh ở phụ nữ, rồi bị băng huyết vân vân. Nói tóm lại là các cái trường hợp mà bị xuất huyết ra máu thì cái hoa hòe này là cái vị thuốc rất là hiệu quả trong cái việc mà chữa và cầm máu. Ngoài ra nếu chúng ta kết hợp với một số vị thuốc khác thì có thể chữa trong từng cái trường hợp như phụ nữ bị rong kinh hay phụ nữ bị băng huyết hay là những người bị trĩ nội trĩ ngoại sẽ chữa trị dứt điểm. Chúng ta kiên trì và làm đúng cách như là Lương y Hoàng Duy Tân vừa hướng dẫn thì sẽ khắc phục được cái tình trạng đó. Và không cần phải đến những cái cơ sở y tế, và có thể chữa ngay tại nhà cho người thân cũng như là bản thân mình. Đến đây thì chương trình xin nói lời chào tạm biệt cùng bà con và quý khán giả.